Hello anh em, thì trong cái video ngày hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái sàn thương mại mới ở Việt Nam. Đó là sàn, cái này đọc là Vò Sò à? Còn nếu mà không có dấu thì anh em đọc là Vò Sò hay gì gì đấy. Thì cái sàn này trực, cái sàn này á, là thuộc tập đoàn Viettel nhé, Viettel Post này, Viettel Plus này, tập đoàn Viettel này và Viettel Online. Và Viettel hiện tại giờ nó là giống như kiểu là một cái doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam, mọi người gọi 100% ai cũng biết đến Viettel rồi. Và nó mới đây thì nó mới nhảy vào cái ngành đó là thương mại điện tử. Thì trước thì hiện tại bây giờ Viettel vẫn đang kinh doanh cái mảng đó là chuyển phát á, vận chuyển á, thì rất lâu rồi. Nhưng mà mới đây thì Viettel bắt đầu chuyển qua kinh doanh các cái, chuyển qua xây dựng cái sàn thương mại điện tử. Thì cái này đọc là Vò Sò nhé, đây như có cái hình như Vò Sò này. Thì đây giới thiệu về Vò Sò đây. Thì trong cái video ngày hôm nay mình muốn là giới thiệu cho mọi người một cái kênh bán hàng mới mà mình thấy khá là hay và có tương lai. Đó, thì trong cái thời gian tiếp theo á, thì hiện tại thì mình đang bán hàng trên sàn này rồi và mình thấy khá là khả quan. Và trong thời gian tiếp theo nữa thì có thể mình sẽ làm một cái series về cái Vò Sò này, cách thức bán hàng như nào. Bởi vì mình có một cái lợi thế đó là mình được gặp và quen một số anh chị làm ở trong cái Vò Sò này, và họ cũng cho mình biết một số cái định hướng tương lai của Vò Sò, cái timeline, rồi là cái giống như là cái lịch trình phát triển của nó như thế nào á. Vậy nên mình thấy là nếu mà cứ phát triển đúng lịch trình như vậy thì cái sàn này sẽ là một trong các sàn thương mại điện tử, và như đây mục tiêu của họ đó là trở thành một cái sàn thương mại điện tử top 1 Việt Nam. Và nếu mà họ có thể làm được những cái như họ nói thì mình thấy cái tương lai này cũng không có gọi là quá đáng lắm, cái mục tiêu này cũng không gọi là quá là khó khăn, bởi vì mọi người cũng biết là bên Viettel họ mạnh như nào. Cái thứ hai là họ quân đội này, trực thuộc nhà nước này, mọi người dùng mạng Viettel mọi người biết đấy, mạng mạng số 1 Việt Nam. Và hiện tại Viettel nó có một cái hay và họ đó là họ có được cái data khách hàng sẵn của khách hàng mà thường xuyên mua hàng online á, của cái hệ thống giao hàng Viettel này, rồi là hệ thống SIM số này, họ có rất nhiều là tài hàng, nên bây giờ họ đẩy qua để chuyển qua thương mại điện tử. Thì mình có đọc một cái tài liệu của bên bên Viettel, họ có chia sẻ đó là bên Viettel này hiện tại đang có khoảng vài triệu, khoảng độ 30-40 triệu khách hàng nếu không nhầm. Thì cái thông tin đấy không biết là mình đã đọc ở chỗ nào, xem chỗ nào rồi, lúc nào mình sẽ tìm lại và mình cung cấp cho các bạn rõ hơn. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn, đó là cái sàn Vò Sò này á, thì là hoạt động theo nguyên tắc đó là đây là ví dụ như công khai minh bạch này, rồi tuân thủ pháp luật này. Nhưng cái sàn này thì nó là sàn CIC, giống y hệt như Shopee luôn, tức là trên này nó là một cái sàn để người bán và người mua, trung gian ở trong đó. Và cái mà tụi nó lợi nhất ở đây á, đó là tụi nó có hệ thống đơn vị vận chuyển, tức nó muốn ăn mỗi tiền ship của mình thôi cũng là rất là ok rồi, bởi vì là tiền ship trên này thì hiện tại giờ nó đang thì giảm giá 50% thôi, chứ thực ra mình thấy khá là cao đối với lại mặt bằng chung, nói chung là thế. Thì mục tiếp theo đó là đây là sàn thương mại điện tử này, được gọi viết tắt là vosso.vn và được cái này là cho phép các tổ chức này, cá nhân mua bán trao đổi này một cách trực tuyến này, nhanh chóng thuận tiện này, xây dựng cung cấp người mua người bán, liên kết với các sàn thương mại điện tử khác để tạo ra một cái lựa chọn tốt nhất cho người mua, mục tiêu trở thành cái sàn thương mại điện tử số 1 Việt Nam. Hàng hóa dịch vụ thì các loại trên đời cái gì cũng có, và mình thấy trên đấy rất là nhiều người hàng ngon mà ở chỗ khác họ không cho bán, hoặc là chưa, hoặc là bán rất là khó, nhưng ở trên này thì nó là mới mà nên rất là dễ cho một người tranh thủ nhé. Tiếp theo đó là cái sàn này á, thì là nó do là VTP, là Viettel Post ban hành này, quy chế này. Đấy. Cái này thì là một số cái như là 100 triệu sản phẩm này, vận chuyển toàn quốc, cái thanh toán này. Cái này thì mình cũng chưa có đi sâu ở mấy cái vấn đề như là chẳng hạn như là chính xác hoàn trả hàng như nào này, mình chưa đi sâu vào cái vội, vào đây mình chỉ gọi là giới thiệu cho người thôi. Đây, công ty cổ phần bưu chính Viettel này. Đấy, thì đây là địa chỉ này
Còn đây là các cái đơn vị này, ví dụ như là Viettel Flirt hay là Viettel Post. Viettel Flirt là phần mềm quản lý bán hàng nhé. Đấy, thì đây bắt đầu mình sẽ vào cho mọi người xem. Đây là cái giao diện của nó đây. Đây là cái link của nó này, vỏ sò.vn này, giao diện này. Đấy. Sàn thương mại này, vận chuyển trong nước và quốc tế này. Rồi tiếp theo là nó có một cái rất hay, đó là Viettel Pay. Viettel Pay này thì nó là một cái ví điện tử, mà sắp tới thì khi mà nó kết nối giữa việc mà sử dụng ví điện tử và sàn thương mại vào, rồi là liên quan đến sim sim của các bạn này, rồi nói chung là nếu mà mình cái sàn Viettel này, sàn của Viettel này thì mình nghĩ là cái tương lai phát triển nó khá là rộng rộng mở, vì nó có gần như là tất cả mọi thứ cho một cái tương lai, một cái sàn tương lai giống như kiểu là hết tất cả chức năng rồi á. Hiện tại nó còn có thêm chức năng đăng ký bán hàng tiếp thị liên kết, thì cái chức năng này cực kỳ mới và hay. Nếu mà tiếp thị liên kết affiliate thì mọi người nghe rồi ấy, nhưng mà đây là bán hàng thông qua affiliate mà bên này nó đứng ra nó hỗ trợ mình liên quan đến vấn đề như là tính toán, như là cách lấy sản phẩm, tức là bộ đầu logic á, nó hỗ trợ từ Gen Z luôn, cực kỳ hay. Thì cái này hôm nào mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Đấy, thì mình sẽ lướt qua một chút về cái giao diện của nó. Giao diện của nó cũng như gần như các sàn khác, nó cũng phải lựa chọn này các kiểu này, cũng flex sale, flex sủng. Đấy. Mà mình chưa biết đăng ký cái flex sale này nó như nào nữa, tại vì bây giờ hiện tại là nó rất là mới, hạt mắc khén này nó, hiện tại thì nó đang hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn shop mail, shop vỏ sò mail này. Đấy. Các những cái thuật toán để mà lên top 1 này kia thì mình cũng đang nghiên cứu rồi, thì trong tương lai từ gần nhất có thể vài ba ngày tới thôi mình sẽ tung ra để hỗ trợ mọi người nhé. Hiện tại thì cái bất bất cái ở trên sàn này có một cái nó hơi dở một chút, đó là cái tốc độ load của cái website này nó cũng chưa được nhanh cho lắm, khá chậm nên nó chưa được nhanh, anh em vẫn còn phải khá là khó, kiểu như khó truy cập á, nhiều khi nó lag quá không thể truy cập được vào luôn, nó lag quá không làm được truy cập được. Hiện tại mình thấy là giá ở trên này mọi người bán khá là cao, và trên này bán là ra đơn rồi nhá, mình bán và đã ra đơn rồi chứ phải không, và mình muốn là có một thời gian test thêm luôn, test thêm để rõ ràng hơn và để là giúp cho mọi người khi mọi người bắt đầu nhảy vào đây chơi ấy, là thắng và bán hàng ok từ A đến Z, chứ không phải là bây giờ nhảy đây để test và mày mò nữa. Về test và mày mò thì mình đã làm rồi, và mình còn có được bên vỏ sò họ hỗ trợ trực tiếp cơ, có người hỗ trợ trực tiếp cho mình được cơ. Ok, thì đấy là tổng quan về cái sàn thương mại điện tử mới này. Thế còn chắc chắn là mình sẽ ra một vài video hướng dẫn mọi người đăng ký tài khoản này, hướng dẫn mọi người mua hàng, bán hàng, làm sao bán được hàng, tốt tip bán được hàng, rất rất nhiều cái tiếp theo nữa, có thể là cả một series khá là dài nhé. Ok, thì bye bye anh em, để anh em thấy video này hay thì nhớ like, share, ấn đăng ký kênh ủng hộ mình, để và nhất là anh em muốn mình làm cái chủ đề gì hoặc là chia sẻ kiến thức về cái gì á thì mọi người có thể comment ở bên dưới nhé. Thì mình làm mà MMO khá lâu rồi nên là cũng khá nhiều cái những cái kiến thức linh ta linh tinh, có thể chia sẻ giúp đỡ mọi người được. Anh em thích, anh em cần cái gì thì có thể comment ở dưới nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Bye bye.